Nói chung thằng nào muốn xả stress ra đây ngồi. Thả đâu? Cái thằng nào muốn xả stress ra đây ngồi. Ủa à? Má quay cái mặt Tống Hình Thư lên nè. Đó, đủ má. Thấy không? Ba bán. Đã quay có luôn ở đây hết rồi. Đại Lý Quỳnh thắng 3-0. Cái bàn nãy làm được kìa là giống y nãy hả? Mày có nghe cà phê không đường không? Nè, quên có đường trời ơi. Trời ơi, trốn làm cầm luôn.
không, nói chung là không phải là nó quên bỏ đường mà nó thấy mày ghét quá nó cho mày uống vậy á. Sao hôm nay mấy người tướng hỗn dữ người ta. Bùi bài đầu tôi bắt trước hết đâu mà. Bài đầu gì anh? Anh bài đầu luôn, anh nói bậy quá rồi. Không, tâm. Giết thua không? Bùi giết, cái gì để tôi đi. Ủa đi anh Bùi. Khó cắt mày. Đập luôn rồi. Mày làm cặp là nó đâu có đi. Từ giờ nó đi không, bây giờ nó quýnh mày nữa. Nó thiệt. Mà nó ăn cặp nó không nghĩ à. Nói làm chứ sao. Con này không được. Hòa. Không đợi nước Hòa. Người điên đang cắt nhà mà. Cắt nhà lầu. Quýnh cờ ăn tỷ mấy mà không cắt nhà lầu không nổi. Không thua không hết 500 rồi đó. Không hạch không hết 500 triệu rồi đó. Đó có ông hạch ở đây nè. Ông hạch thua đó, niên không là 500 triệu rồi đó. Cả tấn công rồi, lấy cái chiếc năm là đủ rồi.
thấy dây thì tôi cầm cũng ngon thôi. Tôi bỏ chết rồi anh. Anh chết. Anh xịn mà. Tôi chết đâu. Camera xịn. Máy gì ớm. Đạt nó không mà. Đạt không không. Mấy máy này quay rõ hơn mấy máy kia luôn á. Số thật hơn. Số chưa hiện ra. Chịu rõ quá hả? Trời ơi, trời ơi, thầy xét. Thấy quay rõ là được. Coi lại thế. Mày quay mặt dưới luôn. Đó, nãy quay hết rồi. Quay hết câu lạc bộ rồi. Quay lại đồ huy chương rồi nè. Trời ơi. Không giờ học rồi. Giờ học rồi. 6 giây là được. Tại rồi. Lý Gia Phàm tới ra. Được. Nhiều mày chữ dưới trái đen. Đồ má anh quýnh cờ anh đó thường quýnh cờ như này bệnh luôn má thì sợ hết luôn lỗ tiền thuốc à đậu thôi đúng rồi quánh mát thiệt đổ kìa có bỏ tụi con của em nói là quýnh tù quýnh tù quá mình thu tiền mà cũng bị đổ thừa nữa ông nè không gỡ lại ông nhớ ạ chào vô là có lần nói nên nó bị cái mày hả tôi đem lại như mày hả tôi mua lại đó có lần nói tôi bị mình không nữa đồng này có hơi có hơi quen gì hết mày yêu mày phía dưới mày lạnh quá thì anh đỡ quá thì anh lạnh quá mày nghe thì phải là
bốn quân đang quýnh độ ba quân đỡ. Đang nói sớm muộn là con này. Tưởng đang nói ông phát cho ông nói sớm muộn thôi đâu. Tôi nhìn tưởng ông phát. Tôi sợ bạn người giá lên phát với xe ta sao? Chạy sớm, chạy trước thì tầm mưa. Chạy trước tầm mưa đâu rồi đâu. Nước quá nhà này. Thầy vui, thầy vui, thầy vui, thầy vui. Thầy vui. Thầy vui. Thầy em. Mười hai phút. Nát con người nó quậy thiệt chứ. Xích thấu mà. Người xích thấu. Ủa nó quậy đi nhà banh dành. Còn con chốt. Má nó quằn nghiết đồ. Nó sạch nó không. Tướng như cho anh quằn nghiết. Giống đùi quá. Giống không? Gì nghĩa là ông Quân hả? Nó Quân nhưng mà Quân của Quân đó chưa lên ngựa, đang còn nằm đái mà. Đó, đụng thằng Quân nãy giờ nó buồn, nó cứ đá rồi. Nó cứ đá cái máy riết à, khổ ghê vậy. Huynh mày dặn ai mày nói chứ Huynh. Chúng đồ Như Lai hiệu trưởng. Chúng Như Lai hiệu trưởng. Đây là giải cờ nhanh nha. Thầy Vinh chấp 2 phút 12 phút nha. Rồi các bạn đáng xem giải cờ nhanh nha. Đang đấu tại quán Lý Quân là Lý Quân nha. Với trường nghĩa nhà là Lý Quân. Chứ hiểu rồi. Nãy chứ hiểu rồi. Thầy quay rồi thấy con người nói chuyện kìa. Ví dụ như là Mạnh mới nói đó. Xung quanh là có ai. Ví dụ cô Nguyễn Trần Sư là quá, chút nữa mình quay cái mặt từng thằng hết rồi qua mình giới thiệu. Bạn sẽ bơi có đầu văn đang chặt ba tiên nha. Chúng ta vẫn nhân thật ba tiên. Đâu má tầm nhàn hòn thật sự. Đúng không? Mày bạn nói cái tướng cho anh nói xuất phát mà biết xuất phát gì? Giống giang hồ á. Tại nói chú má tầm làng cờ tướng, mình nói chú má tầm giang hồ. Má ai cài cho anh nhìn lộn nha. Không bao giờ em lửa thì lấy lửa mà. Thì ba ngồi đây nè, gặn nói dễ nghe. Ôi, xa quá. Mới trả liền cây cái chút. Ừ, đó. Ôi, hát đây nè. Tôi đang ấu ơi. Dùng hình trồ. Ủa hát quýnh cờ với mày đâu ơi, mốt mày quýnh đâu mày phải trả tiền thuốc cho nó đó đó. Đâu mày quýnh mày phải trả thêm tiền thuốc cho nó đó. Trả tiền thuốc có 6 chục rồi. Không đủ. Không đủ. Lỗ. Bánh là cạnh chị của bố cũ sao mà
chiếu bằng xe không chiếu không lộ nghe luôn anh nói chuyện giật mãi về lâm xe ha hôm nay cũng thắng này dán cờ này là lại Lý Vinh và Nguyễn Kiều Nghĩa nha, Nguyễn Kiều Nghĩa của Đà Lạt. Độ á để cho chơi cái này ồn ào quá chung mấy anh em này gồm có là cô biển nè rồi kia là có giác diễn đại sư không kỹ sư bên công trình nè má mày bớt đi má sáng mày uống thuốc vô mày đi uống thuốc đi đồ má khổ ghê vậy gì đó sẽ cầm thánh không cầm uống vậy uống thuốc hỏi mấy người phải có tình đủ tới chưa là im chuyện à tự nhiên là ngủ tới chưa à cũng xe ăn nồi cũng xe mà ăn ăn xe ăn chơi ăn ngựa cũng thắng rồi thắng không điện trường nghe thầy thắng thời gian luôn điện trường nghe ở đâu rồi có điện thoại rồi vậy dễ vô. Thành nó đang ở đây nè. Chết giờ. 2 phút 12 phút nào lắm vô. Thì ông nội này suy nghĩ thì ông nội kia thời gian rảnh suy nghĩ mẹ luôn mà. Vậy ông đón người ta đi nước nào? Ta đi cái nước ông không đón được trong đó ông mới suy nghĩ lại chứ. Vậy nó suy nghĩ được ông rồi đón được ý định ta chứ. Đúng không? Ông đón nó hết mấy kia mà ta đi cái nước ông. Có trong cái đó của ông. Nghĩa của quen thành như chơi cái thành thép. Cái ngàn là lâu quá. Nếu mà nghĩ nó cúng nghĩ món nó lên trời. Y như Tấn là nó cúng làm tay dài lên trời luôn. Thiệt. Vậy sao ông cúng không lên trời? Tấn là nhà cúng lên tay dài. Nó nói nó không chịu làm thầy cúng đâu. Này tao cúng cho anh còn ghen được cúng ai. Cúng cho anh là anh còn nói đồ ba bị bệnh nữa. Tấn chịu mấy à. Lên trời luôn. Tay dài lúc đó chắc cũng nhiều. Hai trên một dưới. Là này nó ngồi nó rung không. Thì sao em cúng hoài em lên cờ? Nghe không anh nói vậy. Đúng ra là anh không có cơ hội cúng tại mấy thằng kia tại tội anh với thằng Tân Dương á, cứ đánh hay tiền tôi. Thì đánh vô hồi tiền mấy thằng kia đâu có gì đâu tội. Thanh xem tiền anh là bắt đầu lên thì đánh là tại lúc đó anh không dám. Hả? Cái mấy kia nó anh cứ đánh một tiền của tôi nên nó chạy đi. Quá nhà vô lên cờ luôn. Nhà ngộ qua những nước cũng làm vô năng lắp hai xe luôn à. Vô ăn lắm cái dài hai xe luôn à. Nghĩ mà quýnh như lên gì lên cờ hai gầu ký. Tay kia đâu ra được nước cờ hai gầu không, làm cái dài. Làm cái dài tự nhiên ra cái kia.
đứng tắn vô ai đã ai mà bay qua cái mình đỡ rồi mình đỡ cái tự nhiên mà đéo biết gì điều gì đấy đào anh vậy đéo biết gì đấy mà không anh này cứ đứng tắn biết cái đâu mới bay vô bị nội công rồi quá đứng trên mặt đéo biết như mình đó ảnh co mình dư gì khóc đau đi lẹ lắm đứng thì mình đéo biết đi giờ đéo biết đi đâu mấy bài đó làm giúp đỡ nói nhiều khi quân gần hơn sao đúng bé
cho anh đi quýnh Trịnh Di Đồng hứa thằng Xiên rồi thiên nhất thì đi quýnh đây ai quýnh lại dưới nào cái làm cái ớt thì chết vui vậy từ nãy thì mới hai mấy giờ. Về sẽ về chạy được quân chứ. À về sẽ về chết ngựa. Ăn mắt chân ngựa thì nhớ mình bại. Về sẽ về nó ăn thẳng xuống ngựa luôn. Xe nè. Đúng đầu nó còn do. Thông đục qua sông. Mà chết luôn. Mà bán 10 mua thoải mái vậy ha, bình thường thôi gì đâu, bình thường hàng chơi thôi, việc nhẹ lương cao 20.000 nghỉ giờ có giờ không biết gì hết, nghỉ giờ ở đây 2 tỷ đi nghỉ lấy kia 2 chai đâu, bình thường cô đúng rồi về lên mạng thấy mua ta chấp gì còn hơn đi học cờ nữa. Sớm mà lúc tính là lúc mà tôi trẻ mà ông thấy lộ. Thấy vậy chứ cô tở kèo một cái là thấy Nguyễn Thu Linh mình béo gì là chết tưng liền đó. Đang có mấy người phim đó đó. Tại dưới 18 rồi tài xạ rồi. Không có đó. Không quyền gì đâu tự nhiên quất người ta. Kiểu nó về bữa Đức Hòa chết rồi. Người ta cứu. Anh tính nhà hậu sớm anh em biết dễ giải quyết. Có gà bây giờ nè. Có được không? Tôi kêu cô qua bên Long Quán Châu không vô cho. Anh em góp tiền cho qua bển. Không về đi thằng hãng luôn á. Đẹp quá trời này. Ủa ai mà dám cho khấu khống gì không nội? Nội là cái phải thâm hậu anh mới luyện càng khôn đại na di tâm pháp rồi mới dám đúng cái đó chứ. Này không có tiền khác hạn tiêu quá nhất. Chỗ này muốn quýnh lại ta chịu nổi sao không lại đó nói hả không tại một tính không gà mới như này tính không gà hả về bật video lên coi lại.